Hello, Hồng An chào cả nhà. Và hôm nay là Hồng An xin chia sẻ anh em một con neo cơ 207 nha anh em ha. Một con xe nói chung là cũng tương đối là rất là đẹp, chơi sưu tầm là ok nha anh em ha. Xe này là đi 20 mấy ngàn, cặp vỏ theo xe vẫn còn nha anh em. Xe nhông dĩa thì mới thay đây thôi ha. Nói chung con xe này Hồng An cũng để trong kho trong bãi, rảnh thì lấy ra chia sẻ cho anh em nào có duyên nha anh em ha. Và nói chung là cái giá này là 4 ít nha anh em ha. Nói chung ít vừa vừa thôi, không có mắc nha anh em ha. Ít vừa vừa và ít do duyên nha anh em. Đúng 24.000 nha anh em ha. Xe này biển số thành phố và số rất là đẹp. Hồng An lưu lại để chơi kỷ niệm, nhưng mà anh em nào chốt thì Hồng An kết duyên ha anh em ha. Biển số 57375 nha anh em. Xe này là ủy quyền Hồng An đứng tên cho anh em ha. 207 nha anh em. Một con xe là nói chung là nguyên bản hết zin 100% ha. Cản theo xe, dàn áo tem theo xe, cặp vỏ còn. Mà chìa xe này chỉ có một cho anh em ha. Chủ xe họ mất lạc một chìa rồi, chỉ còn một cái chìa zin thôi ha anh em ha. Bao tay nè, này nó hơi rút anh em ha, đã bị rút rồi, bao tay zin anh em. Xe này đặc biệt là không có dán keo và cũng không có bị chày bị xước cho anh em. Lúc Hồng An mua ngay chủ là không có dán keo nha. 24.000 cây cứng anh em. Quay kỹ nha anh em ha. Nè. Không có tua đâu nha anh em. Nút rất là rõ nha anh em ha. Hồng An quay hướng này anh em coi nó rõ lắm. Bên đây bao tay nó coi hơi đẹp hơn ha. Nó chưa có rút. Bên đây nó bị rút rồi. Đó. Không té ngã, không đâm đụng nha anh em, tay thắng zin ha. Anh em xem mà đánh giá nha anh em. Trong đó Hồng An sẽ không có chụp hình nha, Hồng An quay rất là kỹ một chiếc xe. Mong anh em cứ xem kỹ từng chi tiết một. Và Hồng An mở đuôi cá cho anh em xem cái sên nhông dĩa nha. Nói chung xe này mình rất có dễ mở, hai ốc là mở ra được nha anh em thấy không? Rất đơn giản. Mở hai ốc thôi là mình thấy được cái bộ phận bên trong rồi. Mạch máu trái tim rõ ràng cho anh em xem, mình đánh giá cái chiếc xe, chiếc nền nó nằm ở đâu là chính xác nhất, vì những bộ phận này nó rất là nhạy cảm nha anh em ha. Xe đẹp xe xấu là nằm ở đây hết nha anh em. Xe đi nhiều xe đến là nằm ở đây hết nha anh em ha, cái chiếc nền anh em. Còn dàn ngoài có thể thay thế được hết, quan trọng cái chiếc nền là không thể nào thay thế được đâu anh em ơi. Mình đánh giá được cái chủ xe họ đi có kỹ hay là không, có bảo quản xe kỹ hay là không, đi nhiều hay ít nha anh em, đánh giá những bộ phận đó nha anh em ha. Nói chung là đánh giá những bộ phận đó là có thể phán đoán được là cỡ 95% á, chiếc xe ngon hay dở là nhìn chỗ đó là biết được 95% chiếc xe đó anh em. Anh em đừng có xem dàn ngoài chẳng qua là dàn phụ rồi anh em ơi, xem cho nó có chày có bể có nứt có đẹp hay là không thôi, cái đó là một cái phụ rồi anh em. Cái chức nền mạch máu trái tim là cái chính anh em ha. Thật ra anh em mình dễ mua lầm là như vậy đó. Anh em mình cứ xăm xăm vô những cái bộ phận ngoài, chẳng hạn như là vỏ theo xe nè, cũng một phần nè, rồi cái dĩa nè, đó. Áo tem đẹp nè, ốc tán đẹp nè, đó. Nhưng mà cái chính mà anh em không chịu soi, không chịu nhìn thì sẽ bị lầm thôi anh em. Cái mạch máu trái tim là cái chính mà anh em không chịu nhìn, mà cứ nhìn cái dàn ngoài bạc lóc, cuộc ốc tán bảy màu, căm theo xe, vỏ theo xe, cái đó là một cái sai lầm lớn nha anh em ha. Đừng có đánh giá cái chỗ đó, đánh giá cái mạch máu trái tim, cái chức nền á, cốt lõi nằm ở đâu á, nhìn cây bô á anh em ha, cái dĩa nha anh em ha. Dĩa nè chưa dấu mở nha, nó khuyết nè, chưa khuyết anh thấy không, 20 mấy ngàn cây anh em, nhìn cái dĩa anh em rất là chuẩn anh em thấy không. Dàn ốc nhiều khi nó có hơi đen cũng chẳng sao, bị nó ốc nhiều khi nó đi nước đi đồ nó đọng nước nó hơi đen thì chẳng có sao nha. Quan trọng là những cái chức nền mạch máu trái tim nó phải chuẩn ha anh em ha. Vì những cái ốc này họ có thể thay thế được hết nha anh em ha. Vì có thể thay thế ốc được nha anh em, đừng có quan trọng ốc nha anh em ha. Ốc thì Hồng An cả thao thao anh em ha. Nói về ốc á, Hồng An là cả thao thao thúng thúng á, nhưng mà Hồng An cái nào cũ á Hồng An thay thôi nha. Còn cái nào zin là để nguyên nha anh em ha. Nhiều khi chủ xe họ đi sửa xe ở đâu á, nhiều khi ốc họ bị những người thợ á tháo bớt ra, và những con ốc đó họ gắn ốc tầm bậy á, Hồng An buộc phải gắn những con ốc nó vô lại cho nó đúng nguyên bản của một chiếc xe. Chứ ốc thì Hồng An là cả thúng cả thao nha anh em ha. Anh em mua xe đừng có quan trọng ốc,
quan trọng cái chức nền mạch máu trái tim là cái chuẩn nhất của một chiếc xe anh em, không ai nhắc mãi thôi à. Đó. Còn vàng ngoài chày chỗ thì phải chịu ha, xe cũ phải chày rồi. Đó. Anh em muốn đẹp thì phải thay. Đó. Còn muốn đi đỡ tốn tiền thì đem đi dặm đi dặm lại. Chức nền nằm ở chỗ cái chức nền mạch máu trái tim phải xem. Dơ phải chịu anh em ha, xe này cũng chưa có rửa nhiều nha anh em, hơi dơ thấy không, đóng bụi đóng bận nè, à, đóng bụi nè, à, nó bụi đó nè, tìm nữa thấy không, cái tìm rất là điều xe thấy không, chuẩn lắm, nó dơ phải chịu nha anh em, dơ là phải chịu thôi, điều xe. Xe đi 20 mấy ngàn, anh em nhìn cái chiếc xe này anh em tự đánh giá nha anh em ha. Áo tem không có dán keo, như vậy quá là đẹp rồi nha anh em ha, không dán keo mà còn giữ được cái nguyên hình nguyên dạng như vậy rất là đẹp. Vàng vàng hết trơn thấy không, cản nó màu vàng luôn nha anh em, đậu biết nó vàng luôn anh em, cản tem rất đẹp. Chút xíu cái này anh em ha, không có dán keo đâm ra nó hơi bị chạy chút xíu. Xe sạch sẽ khô ráo nha anh em ha, còn bụi luôn nha anh em, bụi bặm dơ lắm nha anh em, để quay như vậy cho anh em xem ha, cái chất lượng của xe máy Hồng An nó như thế nào ha. Nói chung anh em đến với xe máy Hồng An á, anh em đừng có quan tâm về xe, xe lúc nào cũng có nha anh em ha, xe thì không thiếu đâu anh em ha, xe cọp không thiếu đâu, quan trọng anh em tiền có nhiều hay là không. Này là Hồng An nói vui nha anh em, đừng có tự ái nha ha, này chẳng hạn như Hồng An nói vui thôi, nói kèm cho vui ha, anh em đừng có nghĩ gì hết, nói cho nó có vừng có điệu thôi. Xe thì Hồng An không thiếu nha anh em ha, xe cọp không thiếu, chỉ sợ tiền không nhiều nha anh em ha. Tiền bao nhiêu thì Hồng An sẽ có bao nhiêu xe cho anh em. Ở trong anh em kiếm xe, chiếc xe như thế nào, cỡ nào là đều có hết. Kiếm 4 mấy, 5 mấy, 7 mấy, 8 mấy, 100 mấy cũng có nha anh em. Nói như vậy thôi. Mà chắc chắn là sẽ không bị mua lầm nha anh em ha. Không có mua lầm đâu anh em. Đúng chuẩn, đúng chất. Không có lầm xe nha anh em. Ồ ha, còn xanh nè. Này, còn xanh nè. Bô zin nha anh em ha, bô này chưa mở chưa gì nha anh em, không ăn quay như vậy anh em là đã tự hiểu rồi nha anh em ha, hàng thật là phải nằm quay cho anh em xem như vậy đó. Chiếc xe chiếc nền đều thể hiện hữu hết, 20 mấy ngàn là phải ra 20 mấy ngàn, 10 mấy ngàn là phải ra 10 mấy ngàn, chứ không phải nói bằng miệng nha anh em ha, đều hình ảnh cụ thể anh em xem nó sẽ đánh giá chuẩn nhất nha anh em, không có nói miệng nói ảo nha anh em ha, quay là phải quay kỹ tỉ mỉ luôn từng bộ phận một, không có sót chỗ nào nha anh em, chứ không phải lựa những chỗ đẹp quay rồi những chỗ xấu mình không quay nha anh em ha, không phải lựa những chỗ xấu không quay, lựa những chỗ đẹp quay nha anh em, xấu đẹp đều quay hết ha, anh em cứ đánh giá cái chất xe chất nền sẽ hiểu thôi anh em ha. Cao su nhựa còn vàng ươm trắng sáng anh em, nó còn trắng trắng luôn á, chưa bị vàng đục nha anh em. Mạch máu trái tim xe này 40 mấy triệu nha anh em, đủ thắng bách thắng nè, quay cỡ này luôn anh em, nó chức nền nằm ở dưới hết anh em ha, mạch máu trái tim nằm ở đây hết nha anh em, đủ thắng anh thấy không, thắng đó nè, thắng nè, vàng ươm mà ở đó đó, cao su zin theo xe này hơi bị chấp chút xíu anh em ha, cuộc rất là mới, nó ti cuộc anh em, nó còn vàng ươm trắng sáng ha, không bị xì nha anh em, xe đi có 20 mấy ngàn cây sao xì được anh em, không xì đâu anh em ơi, đẹp, bồ nè. Ủa, rất đẹp cho em ha. Nè.
đầu cắp anh em, đầu cắp nè, và lớp trắng sáng nè, vỏ theo xe là phải inu mới đúng nha anh em, hai hàng Thái mà, hai mấy ngàn cây anh em nhìn cái vỏ cái gai này biết liền anh em, nó chuẩn xe lắm, còn 30 ngàn cái vỏ nó sẽ khác, còn 10 mấy ngàn vỏ nó sẽ khác, chứ không phải nhau mà nó chung chung nhau được nha anh em ha. Khi cái vỏ đi muốn mòn hết trơn mà gắn vô nó đi 10 mấy ngàn làm sao có anh em, đúng không? Vỏ theo xe là phải coi làm sao có đúng cái đồng hồ, có đúng với cái sơn nhông dĩa, có đúng với cổ bô, đúng với cái dĩa hay là không, mình mới phán đoán chuẩn được nha. Chứ vỏ họ có thể họ mua được, thay thế được hết nha anh em. 2 mấy ngàn cây anh em cái vỏ nè, nó chuẩn nha anh em ha. Râu ri hết trơn. Chuẩn vỏ nha anh em, 2 mấy ngàn là chuẩn vỏ đó. Hai lẻ bảy anh em ha, tầng thứ 29 207, vỏ 2 mấy ngàn anh em nhìn đánh giá nha anh em ha, cầm cái đó đó, ti phục anh em, sáng, rồi đây phục đen nha anh em, màu này, rất đẹp. Đây nè, thấy không? Để đầu biết nó bị dợp luôn nha, cản này dợp nha. Anh em muốn đẹp là phải đi sơn nha anh em ha. Da yên zin nha anh em, da yên rất đẹp nha anh em, nó dơ anh em ơi, rất là đẹp anh em ha, da yên bị dơ nha. Cao su cũng vậy nha, cao su zin nha anh em, chốt zin cao su zin ha. Cột nè, 208 anh em. Sản xuất 208 nha anh em ha. Chức nền mặt máu anh em. Thấy ghê không? Máu trái tim nằm ở đây hết anh em. Giờ anh em ha, xem nè. Giờ nè. Dợp bông bông nha anh em ha, chống đứng chống nghiêng theo xe hết anh em. Nó soi này hơi bị xét chút xíu anh em, xe đậu rồi nó phải như vậy thôi. Còn anh em muốn mới thì đem đi bắn, đem đi dặm, đem đi thay nó sẽ mới ha. Mà trong là cái chất theo xe đó anh em nhìn thấy biết liền anh em, nó mộc mạc vậy đó, một màu một nha anh em. Máy này như xe điện ha, máy là khỏi bàn rồi. Còn mang lượng xe là máy như xe điện, thuộc chứ không có sơn nha anh em ha. Ốc tán vẫn còn màu, vỏ inu 27.000 cây, 24.000 cây đi trang nhau đúng vỏ anh em. Cái dĩa chưa khuyết, vỏ nè trước sau như một nha anh em ha. Vỏ đó, dĩa đó, móc khuyết nha anh em. Hai bên cũng vậy luôn nha. Nè. Chưa, chất xe chuẩn. Đó. Ở đây là mới đã anh em. Trời ơi, dấu chấm sơn nó dơ. Xe rửa đẹp lắm nha anh em ha, nó dơ nó bụi nha anh em. Lóc còn trắng phấn luôn nha anh em ha. Dơ bụi á, rửa chịu nổi đâu anh em ơi, rất là đẹp. Cổ bô anh em, cổ bô theo xe nha anh em ha, bô zin theo xe, gầm dưới anh em hơi dơ dơ anh em ha, chiếc xe chức nền có hết. Soi phải soi như vậy đó anh em. Rồi, clip cũng dài rồi. Nổ máy cái nó là xong rồi nha anh em. Mặt máu trái tim đầy đủ hết. Không sót chỗ nào ha. Dơ nha anh em. Rất là dơ ha.
Rồi, ẩu máy anh em ha. Xe này rất là đẹp. Máy thì khỏi bàn rồi. 20 mấy ngàn cây. Máy như xe điện, bảo hành máy 1 năm. Nói chung 1 năm rất là bình thường anh em, chạy 3 năm cũng chưa ăn thua đâu anh em ơi. Nói là nói như vậy thôi anh em. Đang nổ nè. Đậu lâu quá anh em, xăng dư nó còn đó nha. Ba xe đậu mà. Bồ nè. Không nghe tiếng máy đâu anh em ơi. Máy rồi. Dễ gì nghe nè. Xe điện là có nha anh em ha. Xe điện là có nha nè. Chỉ nghe tiếng bô thôi. Sáng. Đang nổ máy nè. Quay máy nổ là để sát bên cái cục máy nha, chứ không có né né tránh tránh, đứng xa xa gần gần nha anh em ha. Quay chỗ này, chỗ chính nó nằm ở đây nha anh em ha. Bộ phận máy, tiếng kêu, tiếng ré nằm ở đây hết anh em. Giọng kêu anh em quay ra nghe, nghe được hết à. Số có hú, có hú số, hú nhông là nằm ở đây nghe được hết nha anh em ha. Nghe tiếng máy rõ nhất là phải nằm ở đây nha anh em. Tiếng dên, tiếng giọng gì đó, tiếng gõ nằm ở đây là để cái tiếng à, nghe đây là nghe rõ hết á. Dên có lỏng, dên có ré, dên hay gì đó, nghe được hết nha anh em. Có hú láp, hú số gì đó anh em, nghe được hết à. Đa số là anh em họ đều né cái bộ phận nằm ở đây để họ test máy, họ chỉ để cái phần trước thôi. Phần trước thì nghe không được chính xác lắm nha anh em ha. Còn để chỗ này là chuẩn nhất. Bị kêu bích tông hay là hú láp, hú số, giọng nồi, ré dên là nghe được hết nha anh em. Còn đằng trước là không nghe đâu anh em ơi. Khó nghe lắm. Rất là êm. Phán đoán là cục máy nồi có chắc, có giọng, có hú là phải nghe những bộ phận nghe nằm ngay giữa đó anh em. Bộ phận này đó anh em ha. Là nghe được hết anh em. Đang có số luôn nha anh em ha. Tiếng lực, máy lực lắm anh em, nghe tiếng bô anh em, giọt lắm anh em. Quay luôn cái gầm cho anh em nghe luôn anh em. Làm sao đủ đẳng cấp quay như Hồng An được. Quay cục máy quay cỡ này thì làm sao mà đủ đủ tầm mà dám quay như vậy anh em. Khó lắm anh em ơi. Chỉ có những cục máy chuẩn, máy chất thì mới dám quay để sát như vậy thôi. Thật sự họ quay chỉ có để đứng xa xa vậy thì làm sao nghe được tiếng máy. Không có chuẩn được, không có chính xác được nha anh em. Đó là một cái tầm mà mình lựa xe đẹp, xe chất cho anh em đó. Những cục máy chất nằm ở đây cho anh em ha.
và đặc biệt những cái bộ nồi này anh em, không phải chiếc nào nó cũng chả nồi nha anh em ha. Đặc biệt neo là có chiếc chả chiếc không nha. Ừ, chứ không phải mà bộ nồi nào cũng chả đâu anh em. Cho dù nồi zin nó cũng không có tiếng chả đâu nha anh em ha. Vì nồi 125 nó khác với nồi quay 100 hoặc phiêu, trong cái nó khác rõ ràng nha anh em ha. Anh em nhiều khi không biết cứ nghĩ là nó chả là nồi zin và không chả là nồi đã làm, không phải nha anh em ha. Bữa nào Hồng An lấy chiếc cọp đi mấy ngàn cây cho anh em nghe coi nó có chả hay là không nha, không phải anh em ha. Nó chả là do người ta đi nhiều á, năm ra nó cũng hơi bị sốc, hơi bị giọng đó anh em, nó bị rơ đó. Nhiều chiếc xe nó không có chả đâu anh em ơi ha. Rồi con xe này Hồng An nói rồi nha, 4 mít cho anh em ha. Số điện thoại của xe máy Hồng An là 0368888383 và 0909574345. Rồi để Hồng An sẽ cho số tài khoản anh em vô cái mục mà phần dưới á, số tài khoản của Hồng An anh em cứ chuyển khoản. Hồng An sẽ bàn giao xe cho anh em nha. Hồ sơ thành phố nha anh em ha. Năm số rút hồ sơ cũng lẹ nha anh em, 15 ngày là có rồi nha anh em ha. Bye bye mọi người.